Ghê không, ghê không? Đẹp lắm nha các bạn. Thử luôn. Thấy không các bạn, nhìn như là bị thử luôn các bạn. Quá đã luôn đó. Mà đây, đây, đây mình nuôi cá, cái nuôi cho cá ăn là vừa luôn. Ôi trời. À. Cho cá ăn dữ mày hả? Được, em có lóc các bạn. Thả nó vô. Rồi, giờ ốc nó lên đi. Úp gì là vợ rồi. Úp gì là đúng được nha. Ê, ôi trời ơi. Ôi, thấy không, dở rồi, tôi nói dở rồi. Làm chén đi hả? Hãy đến với nhau đêm này. Không á, giờ anh nghỉ. Hãy cất đi cho chỗ đợi mày say. Mọt nhẹ hả? Thằng quay Vinh ơi, cho tao một chén cơm coi nào. Ủa, đồ cơm để tao đợi đi tại. Tao nãy giờ thấy nó để bánh rồi tàn. Trời ơi. Chào quan nha các bạn. Chào các bạn buổi sáng luôn nha các bạn. Chào các bạn nha các bạn. Chào bạn, hôm nay buổi sáng ngày thứ ba các bạn. Sao quýu quýu vậy trời, muốn ngủ tới chiều luôn. Không giờ những chỗ sinh tồn của đêm là chỗ này là ngủ đã nhất luôn. Nắng nhẹ nè, chối vô nè. Gấp đẻ quá luôn. Chỗ này là chỗ sinh tồn ngủ đã nhất của anh em mình luôn các bạn. Giờ mình nói gió còn trời trời. Giờ dân để đi đi kinh công luôn chứ. Đây là chỗ ngủ đã các bạn. Đang bay trong giấc mơ không nổi thôi. Hôm nay sáng anh em hôm nay là sáng ngày thứ ba các bạn. Anh em hôm nay là hôm nay trình chiến tới ngày thứ ba đó nha. Các bạn đợi đây mình xíu đây nè, mình cứ mặc xong xuôi chừng rồi anh em mình sẽ đi hôm nay ngày thứ ba này mình sẽ có những bước ngoặt mới nha các bạn nhớ đón xem nha. A few moments later. Hello các bạn, bây giờ anh em mình đã chuẩn bị gớm lưng rửa mặt xong xuôi cho các bạn. Bây giờ đi hâm mấy cái bẫy chuột. Bây giờ sáng sớm nay là anh em mình sẽ không đi săn bắt nha các bạn. Wow. Anh em mình hôm nay là sẽ dành một buổi sáng để anh em mình để mà xây thêm một công trình vĩ đại nữa các bạn. Cho nên là anh em mình tranh thủ không đi săn bắt buổi sáng để anh em mình dành nguyên nửa ngày hôm nay để anh em mình xây một cái công trình này. Các bạn nhớ đón xem nha. Bây giờ sáng hôm nay là anh em mình ăn đỡ là chuột các bạn. Nhưng mà không biết là anh em mình anh em không biết mà anh em mình đi thăm có không nha các bạn. Để anh em mình kiếm thăm mấy bãi chuột có con chuột nào không để anh em mình làm bữa ăn sáng này. Còn không có thì anh em mình ăn không hoạt đỡ các bạn. Tại vì sáng hôm nay là anh em mình ba anh em mình tối ba anh em mình bàn lại rồi. Công trình rất là quy mô. Là ba anh em mình hôm nay là sẽ làm một cái công trình nữa để mà cho các bạn xem nha các bạn. Chứ mỗi ngày anh em mình sẽ làm một cái công trình mới để cho các bạn cùng xem nha. Bây giờ anh em mình sẽ đi thăm mấy gặp chuột có đồ ăn đâu nha các bạn. Rồi bây giờ cái đầu tiên nha các bạn ơi. Cái đầu tiên thì đi trả đú rồi nha các bạn. Không có cái gì. Cái này là ngày đầu tiên tới giờ luôn á. Rồi giờ mình em đi lúc ra sao đi thăm dài gom lại luôn. Anh em mình gom mấy dập chuột này luôn nha các bạn, không có đặt đặt nữa nha các bạn. Tèn tèn tèn. Rồi cái tiếp theo còn nguyên trái chuối luôn các bạn ơi, trái chuối. Chặt lắc luôn nha các bạn. Xong. Mà không dụ ai được chân trời. Cũng ăn ăn đi ta. Bữa nay sáng sớm anh em mình thật sự là ăn kho vẹt thiệt nha các bạn. Ông nghĩ trái chuối này ăn chuột nó không thèm, nó chỉ tôi thèm. Ngon thiệt. Hôm nay anh em mình bữa nay đây mình đắc thủ các bạn. Thả cái luôn hả? Giật luôn. Ê, cái chuối. Cái chuối này. Ôi, dở yếu mà. Đây. Bây giờ đây mình sẽ sẵn ra xin một quả xài các bạn. Cả luôn. Cả luôn. Cả mẹ vô cô, cả mẹ một cống. Trời ơi, dữ gì sao? Sao? Trời ơi, dằn cánh tay luôn lại chứ. Thứ mà tôm. Hãy xem tao đây. Hay đó. Hay lắm con trai chúng ta. 1-0 ghi đi đội tuyển của cua ta. Rồi, một trái đó thôi. Một trái thì cũng thùng. Trái đó để dành cho lớn nội. Thôi rồi. Ông trời như á đù á, rồi lấy trái thôi. Trái được rồi. Lấy trái thôi. Anh em mình xin đỡ cái xài ăn kìa, có cái xài cái gì gớt dữ nữa kìa. Ôi, sàn thôi thơm ta. Dính một con bạn. Các bạn ơi. Nè nè nè, nhớ quyền. Ê, cái chỗ này nhớ anh đặt lúc trước anh về vô không? Ok. Đúng rồi. Wow, từ. Trời trời. Ừ. Chỗ này giờ vô các bạn, dính xem. Sớm giờ thăm rồi ba bốn cái với được con các bạn. Nè, chỗ này mà nó không vô sao cũng uổng à. Bữa nay là dính được sáng từ sớm là dính được bốn một con các bạn. Để con nay anh em mình tài năng của anh em mình hôm nay là dính được bao nhiêu con các bạn. Này cái chuối chưa đã mà họng nó muốn ăn ngón tay luôn trời hèm. Đủ. Quá, con này cũng trọng trọng nha anh em. Đi. Rồi, cái này chặt lắc đó nha bạn. Cái này của cô Lùng đặt 90 độ nè. Cái này của Tiểu Hòa Thượng Cô Lùng nha bạn. Có giữ nữa. Ok, cái mương này có hai nhóc thần kìa thầy. Chiều đây học hai con những cái. Hàng nhiều không? Không biết. Cá đù với vậy. Rồi xong. Tới bài. Cái này ăn luôn. Ăn luôn đi mấy con cá dễ thương của anh. Các bạn tới gần này là dính nha bạn. Dạ.
tới cái dập này, đặt giữa thung lũng tình yêu nè. Đây cái dập này là dính nha bạn. Cây cầu bắt ngay xong rồi, chủ là tôi đâu biết bò qua luôn trời. Nãy giờ sớm giờ tưởng ăn được có con không chứ. Con này mấy cái này là hồi hôm qua là anh em mình lấy về đặt chỗ khác nha bạn. Có đâu có cầm. Con chuột rồi đó. Ôi con này nhỏ xíu không ơi. Thôi đừng có núp lửa nó nhau lộn, con nghiệp đó. Nhỏ xíu không ơi. Thôi vậy hả cho bụng không? Nói chung là cái này là còn 23 cái nữa là hết luôn nha bạn. Là sớm giờ nó chín được có 2 con nha bạn, hôm nay hết khui nha bạn. Mà kệ anh em mình có nhiêu ăn như các bạn để lấy sức mà một hồi xây cái công trình vĩ đại của anh em mình nha bạn để mà cho các bạn xem nha. Ô, đâu không lục. Siêu. Coi trình té nha, ông lùng mắt chuột luôn á. Thả luôn nha, nhổ nha, thả nha. Kiến vàng nhóc chưa? Kiến vàng làm được món gì không? Rồi, 5 mấy 7 kia nữa. Đây. Này rồi. Đủ em nha bạn. Đủ ăn chút sạch khô eo luôn trời. Mặt đi trang lùng trời. Lùng. Anh em mình sẽ đi thăm còn 1 2 3 chắc 3 cái cơ nha bạn. Đây bạn, đây là cái cuối cùng các bạn, cái chuối gì đâu có tôm mặt không à. Cái cuối cùng này trái chuối nó thành mứt chuối luôn hả gì bạn ơi. Màu màu đen sẫm luôn rồi nè. Ton rồi. Cái... Nói chung là sớm giờ anh em được hai em chuột cho bạn. Thôi kệ không sao. Kệ không sao bạn. Ăn có nhiều ăn nhiều bạn. Sáng hôm nay mình ăn đỡ như đó đi để anh em mình lấy sức. Để mà xây cái công trình vĩ đại của anh em mình. Để em thôi không ăn là không có sức để xây đâu cho bạn. Công trình vĩ đại. Ok bạn, bây giờ anh em mình sẽ đi về chòi các bạn. Bây giờ anh em mình đã thăm mấy cái dập chuột xong rồi nha. Bây giờ anh em mình sẽ đi chặt mấy cái mớ cây nữa nha bạn. Để anh em mình sẽ làm một cái công trình vĩ đại của anh em mình. Anh em mình sẽ làm thêm một tầng lầu cho anh nhà anh em mình nữa. Dưới sao này, tối nay em cho anh ra ghi luôn nè. Đây cho mít chính kìa anh hai. Đây, đưa vào đây. Đây. Anh em mình bữa nay là dành nguyên một buổi sáng nên hôm nay để anh em mình xây thêm một cái tầng lầu nữa nha các bạn. Cho cái nhà mình em mình thêm đẹp thêm nha. Chặt khúc đây anh hai. Xử nó. Dạ. Đúng rồi đó. Mũi đốt inox hả anh hai? Mũi đốt inox hả? Mũi đốt inox hả? Đây mình sẽ chặt thêm vài cái cây nữa để mà làm cái sàn nhà cho nó chắc chắn nha bạn. Mỗi ngày anh em mình sẽ làm một cái công trình vĩ đại để cho các bạn xem. Chơi săn bắt hoài các bạn có chán phải không? Làm bằng cờ tướng cho anh em quýnh luôn nè. Đủ. Để làm bằng cờ vua luôn nè. Anh hai làm cáp treo luôn mới đỉnh á. Ok. Xong chưa ông Lộng? Làm thang máy luôn. Làm thang máy luôn. Đây các bạn, anh em mình đang chuẩn bị tiến hành xây cái sàn tiếp theo nha bạn. Mệt nhẹ lắm. Xúc đi. Anh này mình đang cái gì anh hai? Đứt. Biết rồi, đang thử ngồi đụng đầu hôm nay. Không, không có đâu. Không đâu. Đấy đi. Anh em mình đây. Đang xây thêm một cái sàn tiếp theo nha bạn. Để cho anh em mình làm thành cái trên đây là cái tầng lầu thứ hai, ở đây là cái sàn nha bạn. Rồi đóng đi. Đóng mấy hai cây được cái đi. Mệt quá trời mệt bạn ơi. Nãy giờ anh em mình đi kiếm cây chặt cây nha bạn. Cho nó đầy đủ cây để anh em mình làm nha bạn, chứ anh em đây cây này không đủ đâu. Không ngờ anh em mình có thể làm được chuyện này luôn nha các bạn. Công trình mình sắp hoàn thiện các bạn. Công trình thứ hai đang thi công nha các bạn. Ở trên là tầng lầu của anh em mình ngủ, ở đây là phòng khách nha các bạn. Đủ, đây là phòng khách nè, để chỗ nữa anh em mình ra ăn cơm uống trà đây nha các bạn. Không được nửa cái vạc đó, còn nửa cái nữa. Anh em mình đánh đấu được là ngon luôn nha các bạn. Nó mình làm mà quên ăn sáng luôn quá. Mới sai quá. Bây giờ là cũng một mấy rồi các bạn. Anh em mình sáng là quên ăn sáng luôn. Anh em mình mằng chuột xong để chuột với cái sợi xịn thúi luôn quá. Tiết diệt, tiết công. Ướp mày. Đúng không em? Đúng rồi. Mình tiết công, tiết diệt. Cái sàn nước đó dưa không bạn?
anh em mình là sẽ xây cái sàn này xong cái đi, và mai anh xem anh em mình sẽ xây công trình khác nữa. Phải nói là còn nhiều cái mới mẻ nữa. Đúng rồi, thấy không? Thôi giờ mình sẽ găng cái nhà lâu các bạn. À fan. Fan tự đúng rồi. Là không phải lộn. Nói chung là anh em mình ăn chán miệng, ăn ăn lóc bụng các bạn để ăn quên ăn cơm luôn các bạn. Rồi tất cả các bạn ăn một tí chuối ấm lòng cùng ba anh em mình nha. Đúng rồi. Ở chuối ở bánh chuối còn nhiều đó các bạn, một nải luôn mà mình không có cắt nha. Bay luôn mà lột rồi còn dính sơ luôn nè. Yeah. Nói chung là sớm giờ anh em mình cũng đói thiệt nhưng mà anh em mình làm hăng sai quá quên nó ăn luôn các bạn. Vô. Mày ăn khai chưa, ăn tăng gia chưa chưa? Này chưa tăng gia. Chắc bạn thấy ok. Vô rồi. Này mới khai mạc à. Ăn chuối luôn bịch. Giữ cái sao? Vô. 1 2 3. Vô. Khu bèo ơi. Mày mập địch nhìn ăn chuối nha. Ngon nhẹ hả? Ê, mày vô sinh tồn mà có chuối ăn hoài luôn mà. Đã đã luôn. Lâu trời phú cho cây chuối đâu. Đúng ngày anh em mình vô đây mình để tối mình qua mình cắt nguyên nải luôn. Sướng. Ăn chuối vẫn ngon hơn cơm nữa. Ăn chuối thì no lắm, thằng ba trái. Thằng ba trái là no nè. Chu mà làm biến ăn như vậy. Cho anh em tối để anh em mình làm chung kêu nha. Có gì vậy đó. Chung một cái tay vô này để xong đi. Chứ anh em mình đã đụng rồi việc rồi không có bỏ nửa chừng được. Phải xong rồi. Dở bực bội lắm. Ngon thiệt thôi. Miếng thề. Đây, xài nãy bẻ cho bạn. Đây này mình hái nha. Chấm miếng bước rồi. Mời tất cả các bạn luôn nha. Mời ông xạo nha, vô. Ông xạo không ăn đồ chua mày. Trời ngon. Trời ngon mà chấm tất cả bạn nha. Nhé. Ngon nhẹ á. Ngon ha. Ngon ha. Trời ơi, miếng rồi. Ngon ngon ngon. Nhiều bạn. Quá sướng. Mát thật ha. Mát nha. Tặng này vậy cũng mát rưỡi vậy. Tặng này ha. Chua. Không mà chảy nước miếng quá. Tặng này mát bằng tặng chanh đó em á. Anh em mình làm thêm 3 tặng nha các bạn. 3 tặng nó cũng quá, làm 8 tặng đi. Đâu có, anh em mình làm cá ốc luôn đi. Còn ba anh em mình làm tạc căng đi. Rồi luôn đi. Làm tạc căng là ở đây là hoài luôn á. Dữ hả? Tư tháp mà. Ngày là kiếm tháp ba anh em mình hả? Tại con chạy ăn miếng đi. Ngon thiệt. Mắt nha bạn. Đó, cái view mình nữa, cái view này là cái view ăn cơm của anh em mình nè. Trời ngon quá trời, thôi ăn trái chuối đi bạn ơi. Gì vậy anh ơi? Ăn hết đi rồi, hỏi đi bạn thêm. Rồi tất cả bạn trái chuối đi ha. Ăn này mới chắc bụng. Wow. Chuối này ăn bụng lắm. Wow. Chuối tốt cho nhỏ đâu kìa. Không, nó kỳ chuối lắm. Đúng rồi. Trời tắm ướt nha bạn. Cái này phải giặt nha. Anh em mình xỉa găng trái này nữa, anh em mình tiếp tục công trình luôn bạn ơi. Ngon quá không? Quá sướng. Mình mà ngưng một chút là biến lắm, phải tiếp tục công trình thôi. Mời tất cả các bạn luôn nha. Dạ hai. Đi. Dạ. Không không ăn chuối dưới trời. Ở trời xuống trời. Ê. Thì nó mấy ông ơi cho ngủ đi, tôi luôn xuống đây ngủ mình cho cộng. Ờ cỡ ơi, ba lấy cái cây gậy của tại hiên nắng đây rồi. Chữ gì đó. Quá xuống trời. Mấy ông này không ăn xài mình ăn miếng nữa nha bạn. Ngon nhẹ hả? Wow. Phải không hả? Sướng luôn kìa. Mình sẽ dúi xong rồi tự nhiên có hai mắt giếp lại nữa nè. Đã. Thôi chúng ta không còn nhiều gì ngồi trên hú tiếng đồng nữa. Ê chú đi. Ừ chú đi. Thôi đang ít thôi vừa chưa một. Dạ. Rồi. Tao phải làm hơn. Vậy anh em mình sẽ gác máy đây, anh em mình tiếp tục làm nữa nha bạn. Đóng kịch kịch nữa nha. Khai công thôi. Ok. Các bạn hãy cho các bạn xem tổng quan cái ngôi nhà của anh em mình, nhà hai tầng nha các bạn. Đó, gần xong rồi nha các bạn. Anh em mình bây giờ chỉ cần đóng cái sàn chỗ này cái nữa. Êm không? Thấy không? Quá êm luôn. Góc dưới thì sao nè? Góc dưới đẹp không? Quá đẹp luôn, cái nhà quá đẹp luôn các bạn thấy không? Nhà hai tầng nha. Ở đây anh em sống cái này để chút nữa anh em mình ăn cơm này cho anh. Cái này anh em mình nữa nẹp cho chắc lên nữa, cho ngồi cho nó an toàn để mình lên chỗ mình cho bay cho bạn xem. Ồ, các bạn thấy ngôi nhà của anh em mình tuyệt vời không? Khu quá đã. Đó, lên tầng đầu tiên là phòng khách nha bạn. Đây là phòng khách để dành uống trà nha bạn. Đây bạn, đây là góc từ ở trên
trên lầu 2 nhìn xuống các bạn. Ôi. Hello. Cái gì bú? Hello mô tô. Hello hello. Bú. Hello mô tô. Hú không nhờ anh em mình trong mấy bao nhiêu tuổi đây mà sở hữu căn nhà hai nhà lầu 2 tầng luôn. Ở đây là tuổi trẻ tài cao các bạn. Quá tài cao luôn. À anh em mình mới tuổi trẻ mà xây được nhà tàu 2 tầng luôn, ghê thiệt. Nghĩ sao ta xây từ dưới lên trên mà mình xây ở trên xuống dưới. Chơi đúng rồi. Độc lạ, độc hấp nữa hả? Đó, dưới là cái sàn nước của anh em mình các bạn. Mỗi ngày anh em mình sẽ đều xây một cái công trình vĩ đại nha. Đó, đẹp nha các bạn. Quá trời đẹp luôn. Chỗ này để anh em mình ăn cơm nha. Ồ. Anh em mình xây xong cái sàn đó anh em mình sẽ đi săn bắt nha bạn. Đủ tỷ của anh em mình đã hoàn thiện các bạn ơi. Sau khoảng gần 4 tiếng đồng hồ anh em mình đã hoàn thành được cái nhà sàn cái gì tầng trệt các bạn. Này lòng hai nè đó. Nói chung là tối nay mình ra ăn cơm nha bạn. Phòng khách của anh em mình nha các bạn. Của em. Ở trên là phòng ngủ các bạn. Đây phòng ngủ của anh em mình nha. Đây là phòng khách các bạn. Phòng anh em mình tắm nha bạn. Đây mình đây gì? Khách gì 100%. Mình dạo vòng cho bạn coi nha. Ồ bạn thấy không? Đẹp không? Đây. Để em coi đây. Ghê không, ghê không? Đẹp lắm nha các bạn. Thử luôn. Thấy không các bạn, nhìn như là biệt thự luôn các bạn. Quá đã luôn đó. Mà đây để đây mình nuôi cá, gán nuôi cho cá ăn là vừa luôn. Trời ơi. Trời cá ăn dữ mày à. Đây các bạn thấy công sức của anh em mình công phu không các bạn? Quá trời, từ sớm giờ anh em mình làm luôn rồi, quá trời lâu luôn bạn ơi. Anh em mình nhịn đói luôn nha bạn. Anh em mình nhịn đói buổi sáng luôn, anh em mình ăn chuối ăn xài đỡ rồi nha các bạn. Đó, cái này anh em mình là để chống bọc vô cho nó mát nha bạn, cho hưởng thụ nha bạn. Đó. Quá trời anh em mình làm rồi. Kiểu. Các bạn thấy anh em mình cực khổ rồi bạn, anh em like cho anh em mình một like, xin một like các bạn. Vì công sức của anh em mình các bạn. Quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Bây giờ chiều nha bạn, khoảng tầm 3 giờ mấy các bạn, anh em mình đi săn bắt cửu buổi chiều luôn nha bạn. À, mới kịp để bữa ăn tối của anh em mình. Hai con chuột đó để dành anh tối nay mình ăn luôn nha bạn. Dồn lên. Okay. Dồn lên luôn nha bạn. Ồ quá đẹp luôn. Wow. Đây bạn, bây giờ anh em mình sẽ đi săn bắt nha bạn. Công trình của anh em mình xong rồi nha các bạn. Giờ anh em mình đi kiếm đồ ăn thôi. Công nhận anh em mình xây được cái nhà thật là lý tưởng bạn. Người ta nói là túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu nào anh ơi. Đứa hay sao? Trời ơi, chuyện nhà cửa anh em mình gian lên bạn ơi. An cư lập nghiệp giờ anh em mình đi kiếm miếng ăn nè. Hộp cá. Đúng rồi, bây giờ anh em mình lựa được một cái mương thật là quyến rũ các bạn. Cái mương này mà không có cá lóc, cá chê, cá lồng tông, cá rô là uống phí bao. Cá chép, cá lồng tông, xeo nè, làm biến. Con gì? Mà khi ứng thì... Cua. Ê, có mấy con cua không? Cua, cua sữa. Cua sữa. Để bắt luôn hai. Chiều nay bắt chúm lươn, đặt chúm lươn. Chúm lươn luôn à? Ừ, đặt chúm lươn luôn. Vậy là bắt cua với cá lóc, cái chê, cá gô, cái sạch. Cái gì cũng bắt chưa á. Okay. Rồi cứ bắt thêm cua đi để đặt chúm lươn. Ok. Cái mương này mà vét mấy lục bình ra, có mấy cái hang trống mà. Mình tin tưởng bảo đảm bạn, mình đi bắt cá lâu năm rồi, trong cái bụi này nếu có hang là dễ có cá lóc luôn. Chứ sao? Đúng liền. Thiệt không? Hai mười hai bên đi chứ. Hai bên nào? Đây nè. Bên đây không? Ừ. Bên đây tao bên đây không? Ừ. Mà mày tao bên đây là mày bên đây không? Ok. Còn tao không bên nào mà mày bên nào? Tụi hai bên luôn. Đúng không? Gì sao? A few moments later. Không ngờ cái bươn nó được bình anh em mình đón có cá lóc rồi giờ đi hả? Không có con hang nữa bạn, hang cua nhỏ xíu vậy. Cái hang. Thôi nhận anh em mình đã thành công nha các bạn. Thôi mình đổi tiến độ đi. Em mình thành công trong việc tiên đón nha các bạn.
quá. Wow, trời, cái mương này là cái mương gừng gặm Amazon nha các bạn, không có ai xuống đây hết trơn nha các bạn. Tiết rồi nhiệt đới gì vậy anh hai, hàng bự không anh? Gì vậy? Con khe me đầu tiên với con khe me nha bạn, con cua úm nãy nó bay rồi, rồi rớt luôn hả? Cua này để bên kia rồi. Nè, vô. Nè, thấy con cua đây luôn phim. Nè, quay trong hang coi. Thấy không? Ừ, nó thấy rồi. Đó rồi này. Rồi, cái hang cứ ngắt. Cua này nó quá đụng với trời. Lòng lên luôn trời. Ừ, lòng lên á. Tắt thứ rồi trời. Tắt hết cua này tiếu trời. Tát cua dữ vậy. Tát cua chạy xuống dưới luôn. Tay luôn rồi. Ở đó đang sụp sụp lên kìa. Ở chung một khe nhau không lùng. Ở đang vụ gì, vụ cho ra đi. Chụp đi, chụp đi. Đó, nó đang bò ra đó. Nữa, 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 cái. Không? Cái nữa, cái nữa. Cái nữa. Cái nữa, cái nữa. Tôi đang núp, đang núp, đang núp. Đây mình đưa ra cái tao trọng nữa. Cua đi mình bò ra nha bạn. Trời ơi, cây đẹp gái rồi. Nó bò vô kìa, nó bò vô kìa, nó bò sợ bò vô kìa. Chụp đi. Sụp đi. Sụp ngang đi. Thường ngày ông sụp sao ông sụp cái chân vậy đó. Đúng rồi. Sụp cái cua chạy ra đi. Sụp. Bà chẳng mày chụp nhanh hay. Ra kìa anh hay. Nào. Ra ra. Hay quá. Ông chạy kỉnh luôn trời. Trời ơi. Cua nhà luôn. Con cua gì? Thôi con cua này nhỏ lắm nha bạn. Trời ơi. Cua cua hoàng thượng cái gì á. Con cua này nhỏ quá. Trời nhỏ. Đi không nổi được kìa. Con cua này nhỏ quá nha bạn. Đúng rồi. Còn nữa. Bên đây còn cái thử nè. Nè. Thấy gì không? Vô luôn. Thấy thèm. Sao? Con heo cua. Cứng khừ. Cứng. Dạ dạ dạ, từ từ luôn. Ây da, đau nhẹ à. Ây da. Chiếc này mà chạy với tao nữa, tao con nó liền. Từ từ. Cái bự lấy được bình che cái gỗ là kìa. Tao nắm đầu nó luôn rồi. Cái gỗ hồi bỏ vô gỗ kìa. Đậu ông. Đó đó nắm đầu ấy thèm hồi đó. Cái đó cái gì? Ừ. Bỏ vô. Bỏ trong cái hao á. Có ăn nha bạn. Con nha. Trời ơi, bỏ trong cái hao. Bỏ vô cái thao á, xé ra. Xé ra, xé từng cọng ra bỏ vô cái thao. Ngon, ngon, ngon. Xé ra. Cái ngàn chi đó che nó lại nè. Được, em có đốc các bạn. Thả nó vô. Rồi giờ đốc nó lên đi. Đốc gì là dở rồi. Đốc gì ra đúng được nha. Dạ dạ. Ê. Ôi trời ơi. Ôi. Cái đầu gì dở rồi, nó nói dở rồi, được đốc. Rồi xảy ra lóc các bạn. Thì đã cái gì là được rồi nè. Đùi với cái gỗ vừa luôn. Quá hay, quá hay. Quá xí xác. Thấy cái lóc rồi anh ơi. Đi kiếm cái lóc ấy nha bạn. Dạ. Ừ, cái nha bạn. Quá. Wow. Còn có cá lóc nữa nè. Chấm bà lóc chứ. Rồi mờ luôn rồi. Thôi kệ con đó là con là. Ây da. Trời ơi. Ôi cây cua. Trời ơi, con này con trồng cái gì? Cây cầu nó kẹp. Ây da, con sao quên? Cắn á, cắn cái càng á. Cắn cái càng. Cắn bể càng luôn. Ừ. Ây da, trời ơi, còn nữa nè. Cắn bể khúc đó luôn. Ừ. Ây da, cua đù với trời. Con cầu cái phải con cua. Ừ. Cầu nó kẹp. Tính kẹp thì làm không giật cái gì? Dạ, ra cái lùng. Cua. Cua hả? Ừ. Woo. Nó xíu trời. Vô ra cái lùng. Cua đâu? Có con cua nha anh em. Cái vô. Trời trời trời. Cứng cái tay luôn rồi. Trời ơi trời đâu. Cua nhỏ xíu rồi. Nhỏ xíu rồi. Tay hột xém mình nuốt luôn rồi. Vô vô luôn luôn luôn. Ủa cái lóc rồi trời. Cái lóc đâu? Không có cá mà có cua không biết chịu trời, cái thèm nữa.
có cua thì lấy cua luôn. Em chứ. Có mấy con cái sạc con lóc vậy bạn. Đâu có cua không luôn. Cầm lên cầm đi, hỏi qua lấy cho. Dạ. Ok ok. Trời bữa nay có bàn tay mà hực. Ây da. Có hồi xem ơi. Cái gì nè. Trời trời trời. Cái bóng xanh xanh. Xanh chưa hả? Đang kẻ rút ra màu. Ây da. Ê, chuẩn vụ mình con cái bóng á. Bóng nó chịu. Từ từ, rơi qua. Ây da, quá chạy lục mình đi. Bóng. Đu. Tao lấy lại như cái gì đã quá. Ok. Ok ok. Ok ok. Đây đưa ra đây. Em mình trúng bánh rồi nè, có mồi ơi. Ủa, xanh. Có mồi, có mồi. Ngon, ngon. Giờ vô lớn lẹ rồi. Ôi trời. Bây giờ xảy ra ông nội, xảy cái là bú. Em đâu có lẹ được bội. Trời trời. Sao quá. Ui, hiểu đuối lắm rồi ơi. Ủa, xanh hồi nhảy nhảy cái nữa là ba anh em mình đang cám luôn đó fan. Đang trong hương mà nè. Ok. Chị giùm cái fan. Yeah. Đây, có nè, sẵn rồi đó. Ok. Ủa, phộng. Giữ cho, giữ cho, để tao lên bờ cái ông mợ ơi. Vô. Được em luôn hả? Ok. Ok, tiếp ra bạn. Ngon rồi đó, có sống rồi đó. Đây luôn à. Dạ. Là dính con gì mà im gu không cố. Ơi có ba cái sạc nè. Quá ngon một hen trời. Tôi thánh cái sạc gì nhập nước rồi ông nội ơi. Rồi sao giờ ta? Nè. Quá. Thôi lặn luôn luôn. Đâu? Cái hao bên ông mà. Dạ, trời, cái mương này tèm mà. Mà bú luôn quá. Cái hao đó. Ây da. Rồi. Xảy con gì nữa rồi? Cái sạc. Đâu không cua. Dạ. Quá trời cái buông này nó cay quá bạn ơi. Cua phải không? Chính là cua. Hang đâu mà lòn khên chân trời. Không hai hang luôn. Nè. Mà mở bỏ vô rồi mấy, đâu không có tay. Để con cá nó chữ nhẹ. Rồi vô luôn. Đủ. Mấy cái sạc này hả? Ba cái sạc này đó. Mới xảy con cái sạc nữa nè. Hai con. Vô luôn. Vô luôn. Rồi vô nước nha trời. Vô nước hết chút coi đi. Không sao không? U hỏng con cá khứa già luôn trời ơi. Dữ gì sao? Ô lụng ơi. Lên sống rồi. Con cá cá lóc gì mà đi vậy cha? Cái đợt này tôi hình như tôi cá lóc nhập mini cái gì trời. Cá lóc giả đuổi hả? Thôi vậy hả nha. Thôi thả này, thả vô thao đi ông cứu. Cá lóc này kho hơi bị ngon nha mày. Vẫn hoài. Dữ gì sao? Vô bà ơi, ghi bàn cũng đỡ thôi không có. Thả vô thao coi chừng nó nhảy á. Ừ. Thôi sợ thấy bà. Sợ cái thèm. Không. Cua không có miếng má. Thấy có thèm đi chứ, còn nhiều xíu. Thì bắt đi. Có cua để tối đi ấy. Tối đặt chút lương. Thua. Tôi bỏ chơi nha, lụng giờ tôi bỏ hồi. Tôi bỏ hồi. Tôi bỏ hồi. Tôi bỏ hồi. Có không anh này? Con này đầu cứng nhẹ hả? Thôi. Tay kẹt chưa bớt rồi. Nè, tôi giỡn không hả? Trời ơi, đu. Đâu có hẹn rồi nè. Hồi nãy giờ tôi nói thiệt không? Nãy giờ tôi mò giỡn đó, giờ tôi mò thiệt nè. Nãy tôi thấy tôi còn có cái bóng nhỏ xíu kìa, nãy giờ ăn nước lơ chân á. Nè, vô nha các bạn ơi. Đủ, đừng có chơi luôn. Vô coi chừng nhảy ra nha. Ê, ê. Cái lỗ này ghê quá. Ê, cái con cái cua nó bự bự ngoài ngày anh hai. Đập vô. Này ghê dữ trời. Có cua không? Mày bắt không có hay gì? Được cua nè. Đùa vô coi. Cá bông này ôm tùm nhưng mà có cá nha bạn. Cá đã luôn. Đây đem thao bảnh đưa cho ông. Không biết thèm nữa. Cua không ta? Ây da, được hai con cá rồi. Tao giỡn ra chứ nó không có nào. Bố để vô đi, để vô đóng lại liền. Ừ. Đó có gì đó. Tao sợ lắm mày. Có con cá khổng lồ không anh ơi? Ô bên anh hang bự nhất cho anh ơi. Ờ cái sạc hang bự không đó. Cái sạc con nào đây ấy đang xì vậy luôn nè. Thấy không? Lấy hao không luôn. Đó đi. Dạ đây thấy không? Kéo qua cho anh được.
Dạ. Nè. Vô thằng, vô cá sặc đi. Đi, vô cá sặc đi. Bắt cá mà dính kẹp quần rồi rất ngại luôn hay chứ. Kẹp nãy giờ con này con tư đấy, không phải giỡn nha, nè cá sặc nè biết nè. Ở luôn năm đen hù lùi vậy. Cô nè, có cô nè. Dạ. Dạ. Ủa, chú dữ vậy hả? Dạ. Cái gừng gặm Amazon này thèm hả? Đây không có cá thịt người á. Trời trời, cái đường kéo ra cái tay cắt nhẹ. Dạ. Ở có hàng không lên đây nữa trời. Ờ, anh cua nhỏ nhắn thì chứ. Cua nhỏ mà tao có hang chả báo. Kéo mạnh cái này dăng cái càng ra luôn thiệt. Vô luôn. Mở nhí nha. Ừ. Thì ra liền. Vô. Vô. À. Vô. Vô các bạn. Nên mình nãy giờ ở trong khu vườn quá à, gì người gặp Amazon nha các bạn. Bây giờ anh em mình ra tới qua đây luôn. Dữ gì sao? Sao sao không cầm heo không? Sao mà trong đây đẻ. Không sợ mày quá. Anh em mình ra đây bắt thêm nha các bạn. Giờ mình ra đây mình gặp được mặt trời các bạn, mình được tự do chứ các bạn. Trời ơi, dừng Amazon gì đâu mà nghe mũi kêu ghê chứ bà. Mà như sao thổi. Tựa lông, tựa bánh canh. Tựa lông, tựa khô mực. Anh yêu em. Gì ơi, anh hai, gì ơi, cô lục. Tao đang bảo vệ hoàng thượng. Cái hàng này dễ học quá, học đi rồi. Toàn ấy không à. Anh em mình ra cái chỗ mà cái mương bưới dính cá lóc bưa hổm nha bạn. Anh em mình sẽ mò ra có con nào không nha bạn. Cái cây anh hai em. Ừ. Đây. Nãy giờ anh em mình thật sự là nãy giờ mới mở cái thao ra thấy là cũng đủ ăn rồi nha bạn. Hàng dữ chưa? Có không? Có hàng không? Có hàng mắc cỡ. Cái mặt lụt đẹp gái rồi. Có. À, toàn rồi đi tiếp rồi. Đi dưa. Nó buông đây luôn ạ. Buông này. Buông đảo đây. Ừ. Cứ chừng nãy ra rồi bên đây đó. Dễ luôn. Đây là gì? Coi những ngõ ngách nha. Dễ. Dễ. Con. Rút bên đây dưới chạy. Ừ. À này ông em nghe tiếng không? Nghe. Cái tay em nhỏ không qua đây đi. Đây. Bỏ nó không đi. Ây da, ừ, không có gì. Nè đây nè, tôi mới đào cái hang. Buồn. Buồn. Sâu vô tới cái dằn cái gót người phim luôn á. Thì thèm mà. Cái hang nhẹ hiu vậy. Nữa đi, lên hai bư kia. Đó, tôi rồi, thấy không? Cái hang lỏng le trời. Không biết cái cá này nó chạy đâu rồi. Bự không? Mày thấy bự không? Vừa, thấy cái đuôi mà. Thấy cái đuôi cầm nó luôn. Học vô cái nó phóng ra. Nãy anh học thêm cái xíu nữa nó ra rồi. Nãy lên tới hay luôn rồi, thấy không? Đi đào, đào ra. Đào ra. Chặn nó nha. Ừ. Không có. Lỗ được nè. Trời ơi, cái gì? Đóng le. Hang gì đóng le vậy? Tay tôi luôn lục ơi. Rồi cứ dễ, đây nó buông hết trong đây luôn, hết trời. À, nãy đụng nó luôn mà nó chạy đâu tiêu không biết nữa. Chạy vô không biết, chạy vô hay chạy ra không biết, nó có ra chưa nữa. Đâu có, nó chuột ra xong nó vô lại. Để ăn con cứng nhẹ. Đào, anh em mình đào banh cái chỗ này luôn nha bạn. Đang kiếm con cá này bạn ơi. Để gì không ăn nhẹ hả? Để thôi. Còn có hàng này. Thử xuống bức rồi nha. Đúng rồi. Đậu không? Này nó bưởi. Chui nó trống như vậy. Có cái đuôi không? Ai ai ai. Không chui. Không như vậy. Nó ngóp vô đây cứng cái đầu trong đây luôn nè. Để tôi móc nó ra. Cứng nhẹ dính vào rễ cây này thấy hèm. Được không này? Tôi thấy rõ ràng. Được không? Được không? Được 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 rồi. Mà dính chưa? Chụp được cái đầu ơi, chụp được cái đầu ơi. Mà dướng cái tay nè. Bởi vậy nó ghim lúc trong đây luôn trời. Ông không ngách nhẹ hả? Coi chừng nó chạy ra luôn á. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng qua đây rồi. Chụp chụp xuống chỗ này. Nó chạy ra hèm trời. Ờ đúng 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 rồi. Từ 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 nha. Đang mò đang. Ê rồi. Khoan khoan khoan. Để để để. Tôi tôi. Gắn cái đầu dưới sình nè. Được rồi nè.
bước mạnh vô á. Con cá chê, con cá chê. Gì cá chê hả? Phải cái lóc. Đâu không? Đi thèm. Trời chờ chút xíu sảy luôn rồi nè. Trời ơi, nuốt luôn. Đậu xanh bắt cá dắt dại mấy đại ca. Trời ơi, nó tới nãy chụp chín rồi. Rồi nó tụt cái tay. Nè, hãy vào đi. Đây, mời bắt chơi các bạn. Chơi chứ phải cái lóc nha các bạn. Nè. Ủa, không nhẹ, anh em mình vô kèo các bạn ơi. Trời đãi nữa rồi, quá. Ok, ok. Trời ơi, trời đãi ông không kêu cái là ụt này thấy bà luôn rồi, toan nữa rồi. Đi các bạn. Công nhận đào bấy quá luôn kìa. Đẩy thành quả của anh em mình nha bạn, bắt từ giờ chiều giờ luôn nha bạn, tới tối rồi. Ai phải không xảy cá lóc nữa, có cá lóc ăn nữa rồi. Đúng rồi, trời đãi nãy từ gì xảy cá lóc giờ dính này cũng đỡ quả nè, cá lóc nè. Cái lóc gì bự vậy? Cái lóc này rồi. Gấp nè, nói chung là thành quả của anh em mình nay cũng khá khá nha bạn. Cua con cua này không có bự đâu bạn, đậu xanh cạn bự nhẹ lắm, thử kẹp không chút bỏ tao bỏ vô rồi. Thử kẹp không, hai cái chơi hả, thử kẹp không, còn con cái chơi đâu ta. Cái gì? Ủa hai con hả? Ủa? Sao hãy con rồi? Con ở đâu? Con rồi. Con của mình đâu rồi? Nè, đây nè, chưa lấy chưa thấy vô không nữa ơi. Ủa, không sợ quá. Bắt sao không thấy vô thao luôn. Có gì lạ trời. Thấy hè toàn toàn. Toàn thì chứ. Mới xảy cái lóc là tức chạy đâu ối máu luôn rồi, giờ mà xảy con cá này nó chắc tính ỉa luôn á. Thôi giờ ba cái chơi nha bạn, được cá lóc miner với mới cái sạc này các bạn ơi, ngon canh ngon cơm. Rồi bây giờ mới trời. Cua này mình tách ra mình đi đặt lư đi. Ok, đặt chấm đi, đặt lư bằng cua cây hình đi nhá. Cua này bỏ lại là bẻ càng bỏ lại nướng ăn. Thôi bỏ càng bẻ càng thôi, bẻ càng thôi, còn như đặt chấm. Rồi ok, anh em mình đi về nhà lấy chấm lư này mình đặt nha bạn. Nói chung mình có cua mình lấy cua đặt cái hí lại các bạn ơi. Anh em mình đi về chạy của anh em mình nha bạn. Đường anh em mình đang đi về bạn, anh em mình lượm được cây đông điên điển nha. Mình sẽ hái bông điển nha các bạn. Hái bông điên điển để anh em mình về nấu cái chua các bạn. Về làm món thôi. Bỏ đi hay, bỏ vô. Vô tình gặp được mấy kiếp không em? Vô em đục đúng rồi. Chắc không ngon đâu. Mà bánh chua này không ngon đâu. Trời ơi, trời bông điên điển mà thôi, ăn như cá chê, cá lóc, cá sặc. Trời ơi, cái càng cua khứa già đó. Ủa nè, có bông nó chạy. Hái gì vậy này? Hái gì vậy thèm rồi? Mò. Dạ. Mò bông mà gấp gấp sâu chứ không phải gấp bớm. Này. Ây da. Dạ ông lụng. Trời. Đây bông điển các bạn. Không vậy lâu quá anh em mới gặp được bông điển nha. Lâu quá mới gặp lại bông điển. Rồi anh em xử lý cái bông điển luôn rồi. Đấy. Vô hao luôn. Hết luôn coi. Dù sao cũng được dĩa bông điển chứ. Một chảo bông điển chứ. Tuy không nhiều nhưng mà có ăn nha bạn. Ừ. Ê, mình ăn lấy dĩa phải lấy bị vô. Ok. Ok. Đây. Bông điển đẹp quá. Đó, một tàu luôn. Bên đây còn cây đó các bạn, một cây ít đó. Cầm sai em khó mà về. Bông này màu vàng ha, thấy đẹp. Đẹp à. Cho miếng nữa không luôn. Kìa, ừ. Đây nè. Ôi trời. Nè, cái đầu nè nè. Bông nào hôm nay ngon nhất xích. Rồi. Rồi, ai bỏ vô ngoài luôn, thèm. Trời ơi, ông lụng điện cái hết luôn nè, còn bông cho đọt thôi, em thấy ổng. Đây. Ai ổng vô phải hai bông điện. Em mình giờ vô mồi đặt chấm lươn nha các bạn. Nhưng mà có một mồi duy nhất là cua nha bạn. Cua. Rồi anh em mình không có chuyên nghiệp như người ta chuẩn bị mồi đầy đủ bạn thông cảm nha. Có sao chơi vậy bạn ơi. Dứt luôn. Đó giờ dứt luôn nè. Ok, giờ tắt ra là bỏ vô quốc luôn à. Ừ. Đấy. Con bự thì một cái phải không? Bên xui bay gũi nha bạn. Lần đầu tiên anh em mình chưa có kinh nghiệm nhiều lắm. Nói chung thì qua cái clip này các bạn biết đặt chấm lươn gần dễ chỉ anh em mình nha. Ok ok. Anh em mình đó giờ chỉ nghe người ta nói là đặt chấm lươn bằng cua nha các bạn, còn mấy người đặt chuyên nghiệp thì đặt bằng mồi gì em mình không biết. Tại đó giờ mà mình đi theo người ta mình thấy người ta đặt cua mồi cua các bạn, nên là giờ anh em mình thử đặt mồi cua có dính không nha. Chứ phần vô đây rồi nếu mà giờ mình biết mồi mình cũng đâu chuẩn bị cho nó hoành tráng như dân gì đặt chuyên nghiệp được. Hồi chiều anh em mình đặt được cái gì bắt được mấy con cua nữa bạn, nên là anh em giờ mình anh em mình đặt luôn nha. Thì đặt lươn rồi có con nào không để dành cho mà sáng mai anh em mình sẽ làm. Có là anh em mình sẽ quất khui lương kho xả liền á. Không có thì mình sẽ kho xả với nước mắm. Đúng. Rồi chưa? Có là ngày mai lúc lương kho xả liền nha bạn. Ngon liền nha. Hí hí lại đi. Đây, bây giờ anh em mình sẽ tranh thủ để mà vô mấy cái chấm lương này anh em mình đặt các bạn. Ta thường ta đặt buổi chiều mà anh em mình tối rồi. Anh em mình nãy giờ chuẩn bị. Nhưng mà anh em mình đặt cho buổi sáng mà bạn. Lấy cho buổi sáng thôi. Ok.
A few moments later. Bây giờ anh em mình sẽ đặt cái chấm lưng đầu tiên nha bạn. Biết đã hồi nãy. Biết. Cái này là lần đầu tiên mình đặt nha bạn, nhưng mình cũng tìm hiểu số kinh nghiệm nha bạn. Tại các bạn biết rồi, nghề bà cậu này mà anh em mình đi đặt lúc nào cũng mong trúng lớn các bạn ơi, mà cái này hên xui bay rủi mà. Ok. Anh cứ nói không trúng dính là ngày mai dính không đâu à. Ta chỉ sao? Nè. Bệnh lại không? Bệnh lại cái nè. Cho vô không gì. Nếu mà có cái gì nó phịch vô đây nó che cái đầu con lươn nó chui vô luôn các bạn. Đó, đặt xéo vậy nè. Nè, chìm xuống nè. Chìm xuống đây nè, cái giữ cái tay nè. Cái tay đè nha, giữ cái tay sụt nè. Sụt nè. Đó. Đó. Không kéo mình lên nè. Giữ cái tay miết đây nè, phải đặt xéo vậy nè. Đó. Chị nghĩ phải chạy. Đó, mà cái mé này nó hơi cao các bạn. Rồi mình phải đặt cái cây này nè. Cắm cho nó nghiêng lại nè. Ừ, giống dân sành điệu với trời. Đó. Nghe không? Rồi xuống nè. Chuyên nghiệp với trời. Thầy giáo. Thầy giáo. Thầy giáo ta. Đó rồi xong cái này. Còn lại phải không? Hụt lại nè. Phan cái này cho nó nằm này. Hụt vô đống cỏ nè. Đó mình heo rồi, mình. Rồi mai ta rút nè. Tìm hiểu nè. Thử ta bỏ phao. Mình hụt vô cái này luôn. Hay lắm em trai. Wow. Nói chung là thấy là chuyên nghiệp rồi đó. Xìa thôi. Cái là xìa chuyên nghiệp thôi chứ chưa phải chuyên nghiệp đâu bạn ơi. Rồi. Ở bạn có gì mình đặt lương rồi sai cách thì không biết các bạn thông cảm nha. Mình cũng là lần đầu tiên thử đặt trong chúng lương nha các bạn. Đâu bắt chước con te ơi. Thầy giáo te. Nó chưa vô được đâu. Ba chuyện là bình thường. Đây. Đó. Sụp sụp không phải te. Gì không? Đó. Ồ, em có thấy. Cái đầu cho đụng vào đá chứ không nha. Rồi, nhắn lại xuống. Nhắn xuống xíu. Ừ. Đó. Rồi. Vậy nha các bạn. Rồi, chồng gái nữa nha các bạn. Cảm ơn. Dân không biết đi đặt chúng lương thử coi là mai có gì không. Cần chi cắm fan. Bình dằn lại không Lùng ơi. Ừ. Cho này nó okay. Mát lương nó mới vô. Chuyên nghiệp cái trời. Cho cái này nó ngoài ấy quá. Ủa cây này mập phù lù vậy. Cắm luôn. Ừ. Đừng cho lăn xuống được rồi anh hai. Cây này không hợp tác với tôi nữa chứ. Mới lần đầu làm chị gái mà cũng mong mẹ thì còn lớn nha. Rồi cục lên đi. Đấy. Này cục lên đây là cho nó có oxy để nó có dính cái nó hở nó không có chết đó mà. Có dính không? Dính thì em hiểu số phận của anh em mình thôi. Ba anh em mình chứ không phải mình anh nha quê. Ok thì tiếp rồi. Tao gài rồi tao gài vậy luôn nè. Biết đặt không gài gì có được đâu. Nó dốc xéo mà chứ không phải dốc ấy đâu vậy. Đó. Gãi thầy em. Trời bà chị này chị bình thường nói với anh mày thôi. Đậu phộng mà mày hả? Chị bình thường hả? Bình thường nói với anh mày thôi. Bà nổ đã có mặt tại Bùi Bình này. Ngày mai tôi dính tàu Lục Bình không nè. Hai ba con vô chỗ nha. Hai ba con lương. Anh cho em. Mày có nghe mà người ta nói thường thường không mấy con lương chui vô ống chấm không? Đó. Cái nằm nhà các bạn. Dốc nghiêng 90 độ không? Chắc 91 thì đây xong cái năm nha bạn. Ngày mai hy vọng là ngày mai 10 cái là sẽ 20 con. Ủa, sao không 50 con đi? 10 cái 20 con được rồi. 10 cái là kiếm chừng 3 con rồi. 10 cái là không có con nào. Mà chúng tao là không phải lần đầu tiên mình đặt tổ đãi. Tổ đãi. Rồi tiếp tục nha bạn. Đây là cái cuối nha bạn. Cái cuối cùng của anh em mình nha các bạn. Nãy giờ mấy cái kia mình rút ngắn thời gian lại mình không quay nha bạn. Đây là còn đây là cái cuối cùng của anh em mình nha bạn. Đó. Hy vọng là sẽ dính thật là nhiều. Vô nhiều nha bạn. Mình phải nói là không dính. Không dính nó mới dính là nhiều chứ. Ê cái này phải dặn như vậy. Kiếm đầu dặn lên. Cột cái đây là dặn. Cái bên chéo rồi nó nổi lắm không?
giống nhau mà. Rồi để hai cái đầu xuống rồi nữa đó. Đúng rồi. Rồi ok. Xong rồi các bạn. Anh em mình về nhà chạy làm món nha bạn. Rồi cái chảo nước anh em mình bắt cũng đã sôi nha các bạn. Giờ thành quả anh em mình nhiêu đây là vô nha các bạn ơi. Vô. Rồi, lúa. Luôn. Lúa, một chảo cá luôn. Hôm nay mình làm canh chua bắp chuối wow. Với bông điên điển nữa, quá thơm luôn. Bông điển hồi nay mình ăn ăn xong rồi mình bỏ vô nha. Điên điển nhắc xuống bỏ vô à. Rồi trộn lên nào, trộn lên nào. Cá chê này yên tâm đi, không bể đâu. Cái ruột sôi ổn rồi. Vô chanh nha các bạn ơi. Hành lên đây. Ừ hành chứ. Hành. Nói chanh là sai liền. Ú, bỏ vô nó hành nước gì lạ vậy. Bây giờ mình đói quá cái mình lèo lử luôn rồi. Ớt luôn các bạn ơi. Ớt vô luôn các bạn. Bỏ vô cái nước nó hồng hồng lại nhìn nó bảo vậy. Wow, gạo nêm của anh em mình nha bạn. Anh em mình đi lúc nào sinh tồn lúc nào cũng đeo cái gạo nêm nha bạn để anh em mình sẽ biết là có canh chua để ăn mà. Canh chua là món không phải thiếu nha bạn. Quá đẹp, quá đẹp. Hết luôn nè. Hết luôn các bạn. Rồi. Cho miếng mắm nữa. Chưa đâu. Từ từ bình tĩnh. Chưa đâu. Mình vậy nè, bây giờ đói rung tay vì chai nước mắm không thấy được gấp đâu trời. Rồi vô miếng nước mắm đi các bạn ơi. Đây. Cho nó thơm. Rồi. Wow. Khâu cuối cùng là bông điên điển nha bạn. Bông điên khùng à. Điên điển. Bông khùng quá. Đó, cho bông điển vô cái nha bạn. Anh em mình này là món canh chua hơi bị ngon luôn các bạn. Rồi, nhúng rồi. Xuống ra nhắc liền. Bây giờ anh em mình sẽ lên trên trại để ăn nha bạn. Lên cái sàn nhà, nhà lầu 2 tầng của anh em mình. Nhanh, nhanh, xuống nhanh, nhanh, nhanh. Điều bụng lắm rồi. Rồi. Đây các bạn ơi. Wow. Quá đáng các bạn ơi. Không có miếng nào đâu nha bạn. Dứt lên, dứt lên, dứt cá lên hả? Đây, ba chen cho. Cá đi phim nè chẳng là vô ý thù cái gì đó đúng không thấy trời trời ơi anh hai ơi bỗng cái đầu có chơi dẹp gái rồi bạn anh ngồi ở đây ngược dòng nè ngược dòng thời gian quay à. Về với tức thơ tại nãy đập nhẹ quá cái đầu văng ra luôn chứ đâu đẹp gái đẹp rồi gái. Cá là của mấy anh đó yên tâm đi rồi vô rồi chàng miếng canh chua đồ đi đói lắm rồi không có khoe gì hết trơn á đói lắm ui đó vô cá nè đó, này là cá là của mấy ổng nha bạn. Mình là ăn cái này ngon nhất thế giới luôn. Đó nè, cá chơi nè. Nói chung là cái vô món lòng ơi, vô lòng ơi. Cái món gì món cái món canh chua này là sâu rồi các bạn. Dứt liền. Ông bỏ đó, hồi là ông đói nữa. Phải ăn 1000 chén luôn bạn. Ai ai lựa lựa cái càng cua rồi. Rồi càng chua. Chui phim. Đúng rồi vậy đó. Phim phim phim. Cái càng cua đâu ta? Tôi nãy tôi ăn dũng rồi. Để mũi. Để đi chút xíu tôi ăn cho. Ok, chúng ăn với cua nha. Hai thấy gì ghê lắm. Rồi để đi chút xíu ăn sao. Ok. Ok. Rồi mời tất cả các bạn nha. Vô các bạn ông sạp nha. Vô các bạn, vô miếng ở chuối nha. Đây. Miếng chuối nha. Này là canh chua chuối các bạn. Vô. Chuối. Chuối mời mời. Vô miếng chuối luôn các bạn ơi, vô ông sạp ơi. Wow. Các bạn thấy bữa nay anh em mình ăn có một cái view thật là đẹp không bà? Quá. Không vô mời các bạn luôn nha các bạn. Vô luôn ông sạp. Trời ngon vậy hả? View bao đẹp luôn. Quên thông báo bạn ơn tin nha. Được. Cái nhà trên cây của anh em mình giờ lên đi bồn rồi nha các bạn. Đúng đây rồi. Phòng ăn nha các bạn. Phòng trên kia là phòng ngủ nha các bạn. Đây là phòng khách nha. Anh này mà khách lên tới phòng nhà mình là lên tầng 1 là nhà cái gì? Lên đỉnh. Lên tầng 1 là phòng khách nha các bạn. Lên tầng 2 là phòng ngủ của mình nha các bạn. Lên kia là lên hơn đỉnh. Quên báo cho các bạn một tin rất là buồn. Hai chục anh em mình làm hồi trưa tới giờ đó. Để quên ốp. Buồn dịch. Trời ơi. Dục luôn các bạn ơi. Hai con chuột các bạn. Ủa xanh buồn đi chứ. Anh em mình định nha. Tại vì anh em mình đi gấp đi bắt quá trời luôn. Không, anh em mình định là hai con chuột đó bắt rồi không. Là món ăn xong cái rồi mới làm cái chạy.
rồi anh em mình mặn luôn, xong cái mặn luôn cái rồi chuẩn bị nấu đồ ăn, cái tự nhiên hứng quá thì chạy bỏ hàng chục luôn rồi. Rồi xong xây xong đường khúc anh em mình tham công tới việc các bạn ơi, để hai con chuột á bị con ruồi xanh nó địch một cái thôi muốn quắt rồi công luôn, nên mình quỷ nó luôn rồi. Rồi các bạn nha, thịt bắt khoáng chúng gì á, rồi cái chơi em thôi. Cá đi là con em luôn, ăn cá không, cá là của mấy anh đấy. Ok cứ đi, cứ đi mẹ. Ngại ngùng gì? Ngại ngùng gì tầm này hả? Tại tôi cái đuôi. Ok, cuối đi. Cá là của anh em mình mà sợ gì? Trời trời, ông anh đó là ba cơm mà tất cả bạn nha. Quá ha. Wow. Ngon nhẹ hả? Vô nha các bạn. Cắn thịt chơi, cá chơi ngon nhẹ hả? Không, bữa nay bữa cơm này không ngon miếng nào đâu bạn. Ngon có miếng da đúng rồi. Ngon quá. Đúng rồi. Ngày ngon nè. Để đi anh hai, chút xíu em cạch cho. Tự quay không? Ừ. Rồi ok. Nếu em muốn thì anh sẽ cho em anh ăn luôn. Anh hai tốt chạy. Chạy đó hồi mấy anh chịu nha. Dù miếng này. Không này món cá chua mới đổ mới này mình ngon thiệt bạn. Quá ngon. Đổ mới ngon quá. Nãy giờ quên vớt mấy bông đĩa ăn rồi. Có cái gì nó mới lạ. Con đĩa đó. Anh em mình hôm nay là có món mới bạn, bông điên điển nữa. Mời tất cả bạn. Vô bạn nha. Nha. Vô con chuối nha. Vô trái mới nha. Ú. Trời ơi thật cái trái này. Ăn qua. Con viên ghét trộm với lại. Ừ. Ngon quá. Em biết ăn cơm lắm hả? Ừ. Em nói giờ em biết ăn cơm lắm. Trời. Bỏ cái trời này vô thất bại rồi, hô phim mấy vòng luôn rồi. Phải có, phải có cá lóc hồi chiều nó ngon. Ừ, không chịu hả? Cá lóc hồi chiều anh làm sảy á. Trời ơi, này là biết sao? Nó hù nhỏ rồi, bé rồi. Tôm giả với anh Tôm đó. Biết sao? Ừ. Không, tại số nó chưa tới rồi. Số nó tặng rồi đâu nội ơi. Nãy mình bắt á là nó chết luôn rồi. Ừ, mình thả nãy là nó cũng chết luôn. Cái gì vậy? Số số tặng rồi. Chứ ừ, sao? Ừ, nãy giống như nó mình tẩy không? Cái nó nhảy gấp quá, cái nó nhảy trúng cái cây chắn sườn nó chết luôn đó. À, luôn chết luôn chứ. Luôn chết thật là đỉnh nha mày. Các bạn. Vô bạn vô luôn nha mày. Quá. Quá. Trời ơi, không ăn mấy bào. Mày bé ăn quá. Ngon. Làm chén đi hãy. Hãy đến với nhau đêm này. Không á, anh nghĩ. Hãy cất đi cho chỗ đợi mày say. Ngọt nhẹ hả? Thằng quay Vin ơi cho tao một chén cơm coi nào. Ủa, đồ cơm để tao bánh chạy. Để hả? Tao nãy giờ thấy nó để bánh cho tao. Trời ơi. Trời sắp cơ. Nên cái càng cua nó gớt rất cái bẹp. Dột ra cái bánh luôn ấy lại. Dặn xong rồi. Trời ơi, trời. Buồn dưới trời. Vô còn nữa rồi biết hết các bạn. Thôi sợ thằng em rồi chứ. Có cái càng cua mà bự nhất luôn á, mà con cua và đồng mà cái càng bự hay bị đỉnh đó. Không làm rớt nữa. Thì nãy giờ bay dưới lượm càng cua chứ. Bây giờ yếu đuối gì nha. Yếu đuối. Bỏ này xuống đang đi rồi rớt luôn. Có nghĩ hả? Nghĩ đâu đâu, đâu có nghĩ. Dễ gì em. Fan dưng lần nữa xong tôi lần nữa rồi fan. Chứ không để vậy. Hả? Không để vậy. Tôi không hiểu gì đâu. Chan chưa chan chan chan. Tất cả bạn hả? Cơm chua này chan chua nước là phải chan chứ fan. Thôi mình lụa các bạn ơi, quá trời quá đất rồi. Không ngon được phải không hả? Bỏ thương không? Dạ lắm không? Quá ngon luôn, trời. Cắp cái nè, dính tùm lum tùm la tùm le. Chăm nè. Chăm nè, rồi ba gớt luôn. Mời tất cả các bạn nha. Vô miếng các bạn. Mời tất cả các bạn luôn nha các bạn. Không xào ở nhà làm gì cũng có món này mà. Ừ. Rồi không biết không ăn gì nữa. Không làm mà làm ba bỉm sữa nha bạn. Không giờ cũng đang đói mèo gầu quá, thấy không? Muốn nguyên con luôn. Trước con con chứ mẹ dạ. Ừ. Thôi tất cả bạn cá lóc nha. Cá lóc mình bắt hay gì ta? Để thiền nghĩ ra. Đông. À, mình bắt. Mình phá hết con sảy. Ú. Wow. Làm cái đu cá chai ơi. Ừ, wow. Bữa lên. Wow. Canh chua không biết ngon đâu. Quá sướng luôn trời. Mấy ăn cá chai nha các bạn. Ăn cái view mới mát dễ sợ không bạn? Ừ, đây mát hơn ha. Đúng rồi. Đây nó bị tại vì sao không bạn? Đây mát hơn tại vì cây bị cây tre chảnh mát không bằng. Phải không này? Cây tre lại nó đây mát ghê luôn á. Ừ đúng rồi. Các bạn nha. Có chích bà đổ. Ăn hơi đổ tháo à. Nhưng mà ngon quá. Bỏ quên đi. Vô bạn vô chén thứ ba nha. Ngủ quên trời trên ơi, trời đổ tháo đi. Thôi phim đói bụng rồi. Không đói đâu. Từ sáng ăn sáng đâu. Ăn chuối á. Ăn chuối ăn thầu chứ trời, ăn đủ thứ chưa? Rồi sớm ăn chuối rồi mà.
nên mà ăn làm việc ăn say quá quên quên ăn quên ăn sáng luôn. Quá ngon. Đã quá. Phơi. Cho ăn miếng này, vô bạn. Con ngon mà không còn đuổi luôn ơi. Làm miếng nào bỏ nữa đây. Wow. Tất cả bạn nha. Hết chén bà nữa bạn. Ngừng nè. Ngon quá. Wow. Wow, sẽ đu xuống đây. Đã. Cái bài. Wow, mát quá, mát quá. Ủa, cái nhà kia trời. Dịch chuyển được không hả? Lên đằng đầu rồi. Đồ. Rồi bạn. Anh em mình đã xử mới có 20% các bạn ơi. Nửa đạp nãy giờ đạp được bao nhiêu chưa được, chưa được nửa phần công lực nữa đó. 20% mà. 40% rồi. 40 em 40 em ba chén rồi em hình như là mới có 25 mấy gì à. Giờ rồi. Rồi. Món này không gục em ít nhất là 7 chén. Nói chung là đây mình để ăn cũng đã cái nương các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ tắt máy đây, bên này mình vô vô hết rồi đây mình có gì chia sẻ cho các bạn xem nữa nha. Dưới đây mình nha. Quá đã luôn. Các bạn thấy tối chăng không các bạn? Mình đang tắt đèn cho bạn coi nữa. Bật đèn anh ạ. Làm gì vậy anh hai? Lên đồng, đang lên đồng. Em biết con dưới nhũi không? Con dưới nhũi thầy em. Ăn ngon quá vậy, lên tới đây chỗ niệm ấm chân im cái chuối đầu luôn. Chân im niệm ấm nội. Ừ, niệm ấm chân im đó. Chân im niệm ấm. Niệm ấm chân im. Chân đã rồi. Em nói. Ngày nào em cũng nắm chân chân. Này kết thúc ngày 3. Lên cái tốc hơi nhẹ luôn trời. Anh em mình hôm nay là được một thành tích nữa là thêm một tầng lầu nữa nha bạn. Hả? Đúng rồi. Đầu chạch ha. Ngày mai thêm tầng lầu nữa. À đủ. Đủ. Ừ, gì sao? Quay là làm cho em cái nón hiện 8 tầng không? Quay là tao thiết kế cho mày những món đồ thủ công. Ngày mai làm cho em cái mu rùa em đem vô. Đủ. Ngày mai làm con cá tra đi. Quay gì cười á? Nói chung là hôm nay anh em mình kết thúc một ngày thứ ba đầy đầy đi hành kinh không nội ơi. Rồi nói chung là ngày thứ ba này mình cũng được thành tích là xây một thêm một tầng lầu nữa nha bạn. Ngày mai để coi ngày mai anh em mình có xây thêm được gì nữa không nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ kết thúc đi, mình đi ngủ sớm dưỡng sức. Ngày mai anh em mình giờ có một cái suy nghĩ thiệt là táo bạo cho bạn, là chuẩn bị mở hai mắt lên là xây tiếp bạn ơi. Đủ chứ ngày hở mọc luôn rồi chứ xây cái gì vậy? Nhà kiến trúc các bạn mà thấy cái hai tầng của anh em mình á thì các bạn kêu anh em mình lại làm lần cất khừ luôn á. Dữ gì sao. Nói chung anh em, các bạn thấy anh em mình có phấn đấu, có sự cố gắng thì các bạn nhớ like cho anh em mình nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ tắt máy đi ngủ đi chơi, dành cho ngày mai để chiến cho tiết ngày tiếp theo nha bạn. Like các bạn nha. Bye bye tất cả các bạn nha. Các bạn ngủ ngon.